Hello mọi người. Đó, thì các bạn cũng thấy mình đang để trên bàn cái gì rồi ha. Thì nếu như bạn nào mà cách đây khoảng chừng 1-2 tuần mà có xem cái video của mình về cái máy chơi game tuổi thơ mà với mức giá 600.000 đó, mình có để link đây cho các bạn coi nè. Mà các bạn có lỡ phải mua thì mình phải thành thật xin lỗi các bạn nha. Bởi vì hiện tại mình đã tìm được một cái mẫu máy, nó chỉ hơn có 300.000 thôi. Cụ thể là có mẫu máy R36S mình để ở đây. Nhưng mà nó ngon hơn hẳn về tất cả mọi mặt luôn ha. Từ thiết kế màn hình tới đến trải nghiệm game ha. Thì mình đã chơi cái máy này trong suốt một tuần qua rồi. Ghiền quá cho nên tới hôm nay mới bỏ lại vô hộp và để review cho các bạn về cái mẫu này ha. Rồi cùng mình tìm hiểu về mẫu máy game console R36S. Bắt đầu nhé. Đầu tiên để nói về mẫu R36S, đối với những bạn nào mà có hay tìm hiểu về những mẫu máy chơi game cầm tay á, thì cái mẫu máy này cũng đã ra mắt được khoảng hơn nửa năm rồi. Nhưng mà tại cái thời điểm đó cho tới cách đây khoảng chừng 1-2 tháng lúc mình có check lại á, thì cái mức giá của cái mẫu máy này rơi vào khoảng 1 triệu rưỡi hay 1 triệu 6 gì đó. Thì đối với mình thì mức giá đó vẫn còn cao quá. Nhưng mà cách đây một tuần vô tình mình thấy là cái đợt hàng mới này rất là nhiều những thương lái đã mang cái mẫu máy R36S này về bán với mức giá là 900.000 đồng ha. Mình mua ngay ở trên Shopee, đa giao quả tóc luôn, trừ hết voucher đi là 900.000. Và cái shop mình mua thì có cài đặt sẵn luôn cái hệ điều hành mới nhất cho mình luôn. Thì khi các bạn nào mà có mua máy thì nhớ hỏi cái vụ này nhé. Thì đây là cái hộp của máy ha. Nhìn vô thì chúng ta sẽ có hình ảnh của cái máy. Cái tên là Game Console, mình không thực sự không biết là đây có phải là cái hãng làm ra cái máy này hay không. Chứ cái Game Console này nó giống như là một cái từ tiếng Anh, nó nghĩa là máy chơi game gì đó. Nó chỉ vậy thôi. Rồi, ở mặt bên đây thì các bạn sẽ thấy là cái mẫu máy R36S này sẽ có 3 màu cơ bản. Đó là màu xám nè, màu tím nè và màu trắng. Và hình như nếu mình nhớ không lầm, hiện tại nó có thêm cái màu cam trong suốt nữa, nó khá là đẹp. Đó, bên đây thì chúng ta sẽ có là những cái thành phần giới thiệu cơ bản và những cái nút cứng có trên cái máy này. Đấy. Và đây là mặt lưng, thì mặt lưng sẽ giới thiệu về cái cấu hình của máy ha. Thì cái máy này của chúng ta có một cái chip là chip lõi tứ RK3326 Cortex A35 nè, xung nhịp lên tới 1.5GB. Nói thật với các bạn chứ cái con chip này chắc là một con chip đời tống tầm 10 năm trước thì phải. Mẫu chip này mà trên điện thoại di động là thua, nó lắc lắm. RAM thì cũng là RAM 1GB DDR3L. Ôi, cái cấu hình này là cấu hình Android của 10 năm trước nè các bạn. Màn hình của chúng ta là một cái màn hình 3.5 inch IPS. Cái màn hình là một cái điểm rất là mạnh của con máy này nha, lát nữa mình sẽ nói. Máy này có luôn cả Wi-Fi chuẩn 2.4GB lẫn 5G hai băng tần, Bluetooth 4.2 luôn và hỗ trợ rất là nhiều những tựa game tuổi thơ nè. Và viên pin là viên pin 3200mAh. Các bạn thấy không? Cái mẫu máy này nó hơn cái mẫu máy hôm bữa mình làm á, chỉ có 300.000 thôi, nhưng mà nó cấu hình của nó quá là vượt trội ha. Rồi, mở hộp bên trong ra. Đây mình đóng lại thôi nha các bạn. Bên trong thì các bạn sẽ thấy là cái này là miếng dán siêu màn hình ha, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Và đây là cái máy. Và phiên bản mình chọn ở đây là phiên bản màu tím. Đó, mình thích màu này bởi vì nó đẹp nhất và nó maybe là nó hoài cổ với mình nhất. Bên trong cái hộp này thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đó là một cái dây cáp để sạc từ USB A qua USB C. Và mình nghĩ nha, nếu như bạn nào mà có thói quen mà sạc những thiết bị cầm tay bằng cổng USB C của điện thoại di động của các bạn á, thì các bạn không nên sạc với cái máy này nha. Như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói. Tốt nhất các bạn xài luôn cái dây này cho mình. Và đây, nhà sản xuất đã tặng kèm cho các bạn luôn một cái miếng dán màn hình luôn, để cho các bạn có thể dán được cái màn hình này ha. Đó, cái này miếng dán này thì các bạn cứ dán thoải mái. Trầy thì chúng ta lên Shopee mua lại cũng có khá là nhiều. Rồi, và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, tới ngay với nhân vật chính luôn ha. Và đây chính là mẫu máy R36S. Nếu như các bạn nào mà thuộc thế hệ mà 8X hoặc là 9X như mình thì nhìn vô cái mẫu máy này các bạn có thấy thân quen không? Đây chính là cái firm của máy Game Boy hồi xưa đó các bạn. Đó, một cái mẫu máy dạng cầm tay như vậy. Và chúng ta có một cái màn hình ở trên, ở bên dưới là một những cái nút điều khiển. Chúng ta có một cái cần D-pad lên xuống trái và phải đây. Bên đây là bốn nút quen thuộc là X, B, A và Y. Hình như mình thấy cái nút này nó không, hình như cái này là cái nút của hệ Nintendo hồi xưa hay sao đó. Nhưng mà đối với những tựa game thì chúng ta sẽ có những cái cách bấm khác nhau ha. Ba nút ở giữa này là ba nút lựa chọn select nè, start là để vào game và cuối cùng là một nút FN. Nút này là giống như một cái nút option để các bạn có thể ra vào những cái menu tùy chọn vậy. Và cuối cùng ở dưới đây là hai cần analog.
phải nói luôn. Cái cần Adobe này là mình rất là thú vị luôn các bạn. Đó, cái mẫu máy X15 mà hôm bữa mình làm á, với giá 600.000 đó, thì cái cần này gần như là phế. Thứ nhất là rất là khó bấm, thứ hai là nó nông, và thứ ba là cảm giác bấm hoàn toàn rất là tệ. Nhưng mà qua mẫu máy này thì mình nói, cần này bấm đã quá ta. Và mình thật sự mà nói thì trong lúc mình chơi game á, mình bên cạnh những cái tựa game hồi xưa mình dùng xài cái D-pad này á, thì mình vẫn xài được cái cần này nha, rất là thoải mái luôn. Ngay mặt lưng á, thì các bạn sẽ thấy là 4 nút L1, L2, R2 và R1. Đây chính là 4 nút dành cho những bạn nào mà chơi những tựa game giả lập của PSP hoặc là PlayStation 1 á, thì các bạn sẽ rất là cần những cái nút này nha. Và phải nói luôn là cái độ hoàn thiện rất là cao nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái mic lại gần và show cho các bạn coi cái nút, những cái nút trên đây nó có độ hoàn thiện nó cao như thế nào nha. Cho các bạn nghe thử luôn. Mình đã vừa bấm thử cho các bạn coi những cái nút ở trên cái máy này. Thì quả thật mà nói, trước khi mình mua cái máy này á, mình có lên những cái hội nhóm về những cái máy chơi game tuổi thơ để mình nghiên cứu và tìm hiểu. Thì nếu như ở cái tầm giá khoảng chừng 1.500.000, 1.600.000 như trước đây á, thì cái mẫu máy này có một cái những cái nút bấm thì ít nhiều sẽ bị so sánh với những cái mẫu máy cao cấp hơn, đến từ những thương hiệu nổi tiếng hơn, chẳng hạn như là PowerKitty hoặc là Arbonic đi. Nhưng mà bây giờ khi cái máy này rơi vào cái mức giá dưới 1 triệu, cụ thể là 800-900.000 đồng, thì mình cảm thấy là rất là hài lòng về cái hệ thống nút bấm ở trên cái mẫu R36S này rồi. Và đây chính là một cái điểm duy nhất mà mình không thích ở trên cái máy này, và mình đợi tới hôm nay mình quay video mình nói với các bạn luôn là một máy này rất là đẹp ha, chắc chắn nút bấm và mọi thứ đều được hoàn thiện cao cấp nhất. Nhưng mà có đúng cái xấu thôi, là cái này các bạn không hiểu sao mà thì tất nhiên là nhà sản xuất họ phải ghi những cái thông số của cái máy lên đây rồi, nhưng mà thay vì khắc lên cái bản mạch nhựa này của cái máy thì họ đã dùng một cái miếng dán. Và đây các bạn thấy không, chơi một thời gian nó gần như là rớt ra rồi và nhìn nó quê lắm. Cho nên theo mình thấy, cái việc đầu tiên mà các bạn mua cái máy này về á, là các bạn tháo luôn cái này ra cho mình. Nó rất là vô dụng ha. Đó, các bạn chỉ cần thấy mẫu máy R36S pin 3.500, made in China. Rồi, vứt đi cho mình. Và đây, khi mà các bạn đã tháo ra rồi thì cái máy nó càng đẹp hơn nữa. Các bạn sẽ thấy được những cái bản mạch bên trong ha. Nè, chip này nọ, các thể loại luôn. Đó, nhìn cực kỳ đẹp luôn ha. Các bạn để ý đi, sau một khoảng thời gian làm những cái mẫu phụ kiện chẳng hạn như là chuột, bàn phím á, thì có một cái trend là trend trong suốt. Đó, chuột trong suốt, rồi sạc trong suốt, thì cái máy chơi game này nó cũng trong suốt luôn. Về pin đi, thì cái máy này xài một cái viên pin có dung lượng là 3500mAh và có thể mở ra cho các bạn thay. Pin này là pin sạc, nhưng mà con cái mình mở ra xong thì cái việc mà mình lấy cái viên pin này ra rất là khó khăn ha. Và nó cũng không phải là một cái dạng pin tiêu chuẩn, chẳng hạn như là pin tiểu hoặc là pin đại để các bạn thay được. Cho nên là tốt nhất các bạn đừng gỡ ra. Khi nào có pin này nó chai hoặc là như thế nào đó thì các bạn hãy đi tìm pin và thay cho nó. Còn không thì cứ đóng lại cho mình là được. Đó, các bạn chỉ cần sạc là ok. Đến với cạnh phải thì chúng ta sẽ có hai nút tăng giảm âm lượng đây. Và để ý luôn là một cái khe thẻ nhớ micro SD được dán cái tem của nhà sản xuất luôn. Thì mình có tìm hiểu, đây chính là cái thẻ nhớ mặc định của nhà sản xuất. Họ đã cài sẵn hệ điều hành cũng giống như những cái tựa game thông dụng. Đó, thì cái thẻ nhớ này có một cái tốc độ nó bình thường. Theo những gì mình tìm hiểu trong một số hội nhóm thì cái thẻ nhớ này nó khá là lởm. Cho nên là các bạn nên chuẩn bị đi. Nếu mà chơi lâu dài các bạn nên mua một cái thẻ nhớ micro SD nó tốt hơn chút xíu và backup dữ liệu sao chép ra là vừa. Khi nào thẻ nhớ này hỏng thì chúng ta sẽ thay rồi chúng ta chơi luôn ha. Mình chơi được khoảng 2 tuần thì cái thẻ nhớ này chưa hư ha, vẫn còn khá là hên. Nhưng mà bây giờ giả sử như thẻ này chưa hư, những cái game này vẫn còn, các bạn muốn cài thêm những tựa game khác thì sao? Thì con R36S này lại có thêm một cái khe thẻ nhớ micro SD thứ hai nằm bên tay trái. Ồ, nó còn nhiều khe thẻ nhớ hơn cả một cái điện thoại di động của các bạn. Cho nên là các bạn mà muốn chép game khác bên ngoài vô thì chép vô đây ha. Ngay trên cái khe này thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn và một cái nút reset. Nút reset này là sao? Có nghĩa là do chúng ta chơi một cái hệ máy gọi là giả lập những tựa game tuổi thơ, cho nên đôi khi nó xảy ra lỗi, chẳng hạn như đơ máy hoặc là lắc máy, thì các bạn nhấn nhanh nút này là nó sẽ tự động reset máy ha. Cuối cùng ở bên mặt đấy thì các bạn sẽ thấy hai cái khe loa ở đây. Đó, loa trên con máy này nghe cũng khá là ổn đó các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5mm cho các bạn cắm tai nghe vô, các bạn chơi một mình ha, không làm phiền tới ai khác. Bên đây lại thêm một cái nữa. Trời ơi, máy chơi game 900k mà tới hai cổng USB-C luôn. Nó còn nhiều hơn một cái điện thoại di động bình thường nữa các bạn. Thì như các bạn lý là nhà sản xuất họ ghi sẵn luôn,
cổng USB-C bên tay trái sẽ có chữ DC là nơi các bạn dùng để cắm sạc ha. Còn cái thứ hai là cái OTG ở đây là các bạn dùng để các bạn có thể kết nối với ổ cứng bên ngoài để chép game nè. Cái thứ hai là để update firmware hay gì đó. Và cái cuối cùng là các bạn có thể kết nối với cái tay cầm để có thể chơi cùng với bạn bè ha. Quá là hay luôn. Đó, một cái máy 900 ngàn mà chưa gì mình thấy nó quá ấn tượng về cái mặt thiết kế và kết nối rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở máy lên. Thì đây, mở máy lên các bạn sẽ thấy là đây chúng ta sẽ có một cái màn hình dạng vuông. Dạng này không phải là dạng 16 chính hay là 29 các bạn thường thấy trên điện thoại di động đâu, mà nó là hình như nó là dạng 32 trên những cái tivi cổ ngày xưa các bạn. Và đây là một màn hình kích thước 3.5 inch, độ phân giải là 640x480 và sở hữu tấm nền IPS LCD. Nếu như mà các bạn so với những cái chuẩn hiển thị ngày nay trên những mẫu điện thoại đi, chẳng hạn như 1-2 triệu, 3-4 triệu đi, thì nó đã có màn hình AMOLED nè, rồi bộ phân giải HD nè, đúng không? Thì nhìn vô là thấy nó cùi, nhưng mà không các bạn. Do đây là một cái thước màn hình nhỏ và nó theo cái chuẩn ngày xưa, cho nên là tất cả những cái hình ảnh trên đây mình thấy nó khá là sắc nét nha, và nó phù hợp với những cái tựa game này. Các bạn nghĩ coi, hôm bữa mình làm cái con máy chơi game 600.000 á, con đó có một cái màn hình lên tới 5 inch luôn, nhưng mà cái tấm nền của nó phải nói luôn, so với con này gọi là cực kỳ cùi. Và nó gần như không thể nào chơi được ở ngoài trời bởi vì nó rất là mờ. Chưa kể nữa các bạn, màn hình 5x thì nó lớn thật sự, nhưng mà những tựa game của 20-30 năm trước nó chưa hỗ trợ một cái màn hình lớn và với độ phân giải cao. Cho nên là khi mình nhìn trên một cái màn hình lớn 5x đó, thì những cái điểm ảnh hoặc là hình ảnh bị rỗ, nó không có nét đó, thì nó hiện ra hết luôn. Nhưng mà với một cái màn hình nhỏ như vậy, 3.5 inch, thì mọi thứ nó sắc nét hơn hẳn ha. Chưa kể cái màn hình này là màn hình IPS LCD, cho nên đó là góc nhìn của nó rất là rộng đó, mình có thể xoay qua trái qua phải, đưa lên đưa xuống như vậy và hoàn toàn không hề bị đổi màu trên cái màn hình này ha. Con R36S này cũng có một cái độ sáng màn hình khá cao, mình chơi trong nhà hoặc là chơi ngoài trời thì đều ok hết. Thì đây là cái giao diện của cái máy này. Thì cái máy này đang chạy một cái hệ điều hành, nếu như tìm hiểu kỹ đó chính là Linux các bạn. Đó, và nó được cài một cái theme gọi là ARKOS, ARKOS đó. Thì cái này là anh chủ shop anh đã cài sẵn cho mình cái phiên bản mới nhất rồi. Trên những hội nhóm chơi game có rất là nhiều những phiên bản tùy biến ha, các bạn có thể lên và tìm hiểu ha. Còn đối với mình thì trong suốt 2 tuần qua mình trải nghiệm thì cái phiên bản này cho mình đủ rồi. Mình cảm thấy là mình không có nhu cầu thêm nữa, với lại mình còn chưa chơi hết game nữa. Thì đây các bạn sẽ thấy là với cái việc là vào menu chính thì nó sẽ hiện ra tất cả những hệ máy cho các bạn lựa chọn, bao gồm là Game Boy Advance, Nintendo DS, và đây là cái số game ở trên ha, Mega Drive, Sega của Sega, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo, thường thường là game thùng trên đây, PlayStation, PS1 nè các bạn, PSP luôn nha, Scum VM, hệ máy này lạ quá, mình chưa chơi bao giờ. Và có Capcom, là những tựa game hay của Capcom ha, thường thường là những game thùng đó các bạn. Và có PC Engine luôn, Family Computer, Super Famicom, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 và Game Boy cũ. Nói chung là vô cùng là nhiều game luôn ha. Và khi các bạn để đây, mình để cho các bạn coi. Đó, và khi để chế độ All Game là tất cả những tựa game á, thì mặc định nó đã có hơn 15.000 game rồi. Và mình không biết là khi nào mình mới chơi hết được những tựa game này ha. Nói về cái trải nghiệm chơi game đi, thì nó khác gì so với trải nghiệm mình chơi game băng hay là chơi trên những tựa máy cổ hồi xưa? Thì câu trả lời là vừa giống và vừa khác các bạn. Giống ở đây là giống về cái việc gọi là những cái trải nghiệm mình chơi. Chẳng hạn như là mình vô những tựa game như là game Bomberman đi. Đây, mình sẽ vào thử cho các bạn coi. Đây là tựa game mà chúng ta hay còn gọi là game đặt bom đó các bạn. Đó, thì từ cái việc những cái nút này, những cái phím này, hay là thậm chí là cái này, nó đều làm giống với hồi xưa, cho nên cảm giác bấm của mình là cực kỳ tốt luôn. Và khi mà vào game thì chúng ta phải chơi lại từ đầu game đúng không? Nhưng khi các bạn chơi như những tựa máy giả lập như vậy thì các bạn có một tính năng mà hồi xưa chúng ta ao ước là trời ơi sao xưa game khó quá mà cứ chết hết mạng là phải chơi lại từ đầu. Hoặc là khi các bạn vô siêu thị các bạn chơi game thùng đi, game đối kháng, vừa chết xong hết mạng thì phải đi nạp xu vô, nhưng mà ba mẹ đâu có cho nhiều tiền đâu đúng không? Thì bây giờ trên cái máy này chúng ta có một cái tính năng, đó chính là Save và Slot Game. Đó, giống như là mình đang chơi cái game này tới đây rồi đúng không? Chơi tới mạng 8 luôn. Trước đây mà game đặt bom này làm gì mình chơi được tới mạng 8? Mình chơi một tí xíu thôi là mình nghỉ rồi, và khi tắt máy mở lại là phải chơi lại từ đầu rồi.
Đó, cho nên là chơi những này là giúp cho các bạn phục thù lại ngày xưa. Chẳng hạn như game Super Mario, game hái nấm thì các bạn chơi tới vòng 2, vòng 3 các bạn chết. Trước khi các bạn quýnh rồng, các bạn sell lại, chết đúng không? Lót lại ngay chỗ đó luôn. Đó, cho nên là sẽ không có cái hiện tượng gọi là chết xong tức quá phải chơi lại màn 1, hoặc là chơi khoảng chừng 2-3 tiếng mệt đi ngủ sau đó mở game lại và lót ngay lại cái màn đó. Thì đó chính là cái điểm hay mà mình thấy ở trên chiếc máy này ha. Không để các bạn ở đâu nữa, mình sẽ demo một số những cái tựa game quen thuộc để cho các bạn coi. Đây, thì cái game này là game PS1 ha. Cái máy 600 nghìn của mình hôm bữa đó thì không chơi được những tựa game PS1 ha, bởi vì nó quá là nặng. Nhưng mà cái máy này thì mình thấy chơi rất là mượt nha các bạn đó. Mọi thứ nó đều rất là ok nè. Đó. Ý, chết rồi. Và đây, mình có thể dùng cái joystick này mình điều khiển luôn. Hồi xưa thì game PS1 thì chưa có cái joystick này. Đa phần chúng ta phải điều khiển bằng này. Nhưng mà cái cần này cũng điều khiển được các bạn. Điều khiển rất là tốt luôn. Đó. Rồi và khi các bạn chơi một tựa game, các bạn muốn thoát ra ngoài thì các bạn chỉ cần nhấn hai nút này ha. Nút Select và nút Start cùng một lúc. Hai lần là nó thoát ra ngoài để các bạn có thể chọn game khác mà chơi. Thì nãy giờ mình thử game PS1 đúng không? Bây giờ mình thử game PSP luôn. Đó, game PSP thì các bạn cũng biết là một game khá là nặng ha. Nhưng mà cái máy này vẫn chơi được bình thường. Đây, mình thử cái tựa game có thể nói là một trong những tựa game nặng nhất ở trên game PSP ha. Đó là game Assassin's Creed. Thì rất là tiếc, trên cái mẫu máy này chưa có cài đặt sẵn game God of War, là một trong những game thành công nhất trên PSP. Nhưng mà theo mình có tìm hiểu trên hội nhóm Facebook và cũng như mình coi YouTube của những người khác đã từng chơi đó, thì cái máy này vẫn chưa đủ cấu hình để chơi được game God of War nha mọi người. Cho nên chơi nó rất là lắc và giật. Và nếu như chúng ta chơi không mượt được thì chúng ta nên bỏ đi luôn, không nên chơi. Nào. Khi các bạn mà chơi mà các bạn muốn sell giữa chừng lại thì các bạn nhấn hai lần vào cái joystick này thì sẽ hiện ra cái chỗ để sell. Và sau đó các bạn sẽ sell cái game của bạn vô đây. Đó, và nó đã sell đó các bạn. Rồi ha, như vậy là mình đã thử game trên PSP luôn rồi. Một cái tựa game rất là nặng, game 3D luôn mà vẫn chơi được ha. Ngoài ra thì tất nhiên những cái tựa game nhẹ nhàng hơn thì sẽ chơi được trên những mẫu máy này rồi. Bây giờ mình sẽ thử một những tựa game mà nhiều người rất là hay chơi đi. Đó chính là tựa game đấu võ đường phố, hay còn gọi là Street Fighter. Đấy. Game này hồi xưa các bạn sẽ thấy trên những cái máy thùng rất là nhiều. Và khi mà hết có chữ insert coin có nghĩa là nạp thẻ vô để chơi các bạn. Và mình điều khiển bằng này được luôn nha các bạn. Mình điều khiển bằng cái joystick này luôn. Yeah.
Rồi, bây giờ mình sẽ thử game Mortal Kombat. Đấy. Các bạn thấy không? Cái việc mà mình thoát ra ngoài menu và khi mình vô cái tựa game nó cực kỳ nhanh chóng luôn. Nhiều khi nó còn nhanh hơn những cái máy chơi game hồi xưa nữa các bạn. Máy chơi game gốc hồi xưa á. Nói chung là với cái cấu hình mà chip lỗi tứ ra 1GB mà so với những tựa game của 20-30 năm về trước á, thì mình thấy nó rất là ok. Nó đủ sức đáp ứng hết rồi. Rồi, đầu tiên là đấu với Liu Kang. Đấy. Và một cái điểm hay nữa mà các bạn thấy không? Có nghĩa là đối với một số những cái dòng máy game, nó sẽ cho các bạn coi trước cái preview bên đây, cho các bạn biết cái tựa game nó như thế nào đó trước khi vô chơi. Còn những cái máy mà giống như hôm bữa mình review đi, máy 600 đó, thực sự mình có cái máy này xong mình chê máy đó hơi nhiều nha. Nhưng mà đúng thật, cái máy này hơn hẳn cái máy kia vô toàn là chữ không à. Và mình không hề biết đó là game nào luôn. Còn máy này thì nó hiện ra đầy đủ cho các bạn coi những tựa game luôn. Đó, cho các bạn lựa chọn ha. Ngoài ra còn có Doom nè, có luôn cả những tựa game rất là hay, chẳng hạn như là game Super Mario. Game này chắc mình khỏi review ha, các bạn mua về và trải nghiệm. Nãy giờ thì cũng khá khen khá là nhiều về cái mẫu máy R36S này. Vậy thì có những cái điều gì mình chưa hài lòng về máy này hay không? Thì chắc chắn là vẫn phải có rồi các bạn. Cái đầu tiên mà các bạn cần hiểu, đây không phải là nhược điểm của cái máy này, nhưng mà do cái đặc tính của những cái mẫu máy ngày xưa nó phải là như vậy ha. Chúng ta đã quen với những cái máy như vậy, đó là một cái smartphone với một cái màn hình cảm ứng lớn, và cái nhiệm vụ chúng ta chỉ vuốt chạm thôi, chơi game cũng là vuốt với chạm. Thì khi mà qua một cái mẫu máy nhỏ hơn và 100% là nút vật lý, hoàn toàn không cảm ứng, thì sau một khoảng thời gian chơi các bạn cầm kiểu này nè, đó, thì ít nhiều sẽ bị mỏi tay ha. Mình chơi máy này khoảng chừng nửa tiếng hoặc tới một tiếng thôi là mình đã cảm thấy mỏi tay rồi. Tất nhiên mình đã hỏi những người bạn của mình hay thậm chí là vợ mình, khi mà chơi một máy này ban đầu rất là thích, nhưng mà một khoảng thời gian sau thì nó hơi bị mỏi tay một chút xíu. Thì cái này cũng là một cái các bạn cần phải làm quen ha. Với một cái mức giá khoảng 900.000 đồng thì các bạn có được nguyên một cái tuổi thơ của các bạn luôn, 8X hoặc là 9X thì sẽ chơi được những tựa game quen thuộc. Còn lại nếu như các bạn mà mua cho con cháu các bạn chơi thì mình cũng thấy nó cũng hợp lý hơn là cái máy 600.000 hôm bữa của mình. Cái máy kia thì cái màn hình nó tệ quá, game nó cũng không đa dạng và cái menu nó hoàn toàn là nó buồn chán, cho nên là nếu như đưa những em bé hay những em trẻ đó người ta chơi đi, mấy bạn đó vô sẽ không thấy được những cái hay của những tựa game này, nhìn không biết phân biệt được, không bấm vô được và không coi trước được những tựa game mà mình chơi thì chắc chắn sẽ chán thôi. Còn với mẫu máy này thì mình nghĩ là ít nhiều thì cũng sẽ thích ha. Rồi, và đó là tất cả những gì về mình muốn nói về cái mẫu máy R36S này. Tất nhiên cái mà mình trải nghiệm được chỉ là những cái đơn thuần có sẵn trên con máy này thôi trong suốt 2 tuần qua. Đó chính là chơi những tựa game sẵn có. Ngoài ra cái máy này còn làm được rất là nhiều những thứ khác nha. Chẳng hạn như là úp một cái ROM khác vô, hoặc là tải những tựa game chưa có trên đây vô, hoặc là kết nối tay cầm chơi với bạn bè, hoặc là cũng có thể gọi là xuất ra màn hình ngoài như thế nào đó. Nói chung là rất là nhiều ha. Các bạn mua về thì cứ từ từ trải nghiệm. Còn đối với mình, chơi trên cái máy này thôi thì cũng đã quá là sướng đối với mình rồi ha. Rồi, và đó là tất cả những gì về mẫu máy R36S này. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu máy này thì để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.